Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc phát triển các loại hình du lịch phù hợp với nhu cầu của du khách, các địa phương của Lào Cai cũng quan tâm nhiều hơn tới việc giảm thiểu tác động của con người vào môi trường, chú trọng yếu tố tự nhiên trong khoanh vùng đầu tư, tu bổ phục vụ hoạt động du lịch. Giữ cảnh quan để phát triển bền vững đã và đang được người dân vùng cao nhận thức, triển khai hiệu quả trong hành trình đến với du lịch để xóa đói giảm nghèo. Không ồn ào, náo nhiệt, bản Hầu Chữ Ngài nằm trên núi cao giữa bạt ngàn cây xanh ẩn khuất trong màn mây trắng. Người Mông ở nơi đây vẫn giữ nghề nhuộm chàm, xe lanh dệt vải. Cuộc sống vẫn gắn chặt với những tán cây rừng. Cây ở đây toàn là cây thuốc. Mình bị ngã đau chân cũng vào rừng lấy. Người không khỏe, người bị ngứa cũng vào rừng lấy lá về tắm là khỏe ngay thôi. Vài năm trở lại đây, cụm từ làm du lịch được người Mông ở bản xa này nhắc tới nhiều hơn. Họ phá đá mở đường, hoặc làm những điểm check-in ở trên đỉnh núi, trồng thêm hoa, cải tạo cảnh quan. Tuy nhiên, có một điều mà bà con luôn tự hào là trong suốt 4 năm để hoàn thiện diện mạo thôn du lịch, không một thân cây nào bị đốn bỏ. Đường đi có xa hơn, quanh co hơn, nhưng thân thiện với môi trường. Du lịch, như tôi vẫn phải nắm bắt về bản sắc dân tộc, không phá cảnh quan, mà tất cả mọi thứ ở trong bà con đang có, mà trong gia đình đang có, sinh sống như thế nào là tôi phải gìn giữ lại tất cả như thế thì mới gìn giữ được cái bản sắc dân tộc này thì mới lâu dài thì mới bền vững được. Trước xu hướng dịch chuyển của thị trường du lịch, các địa phương giàu tài nguyên đang tăng cường đầu tư xây dựng các điểm đến, các sản phẩm du lịch sinh thái, cộng đồng để thu hút du khách. Tuy nhiên, do là sản phẩm gắn chặt với thiên nhiên, không có cách nào khác, loại hình du lịch này phải góp phần bảo vệ môi trường tự nhiên dưới sự quản lý của địa phương và ban ngành hữu quan. Chúng tôi đang xác định là việc quản lý phát triển homestay trước hết phải dựa vào các cái quy hoạch về các cái điểm dân cư và quy hoạch điểm trung tâm của các xã của Sapa, duy trì các cái hoạt động văn hóa văn nghệ và bảo tồn bản sắc văn hóa của các dân tộc gắn với lại bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên tại các cái điểm du lịch cộng đồng. Với những định hướng, sự vào cuộc của ngành du lịch, của địa phương cũng như tinh thần, trách nhiệm của mỗi người dân, tương lai về sự phát triển bền vững của du lịch Lào Cai ngày càng được khẳng định khi các yếu tố tự nhiên, môi trường được quan tâm bảo vệ. Những bản làng thanh bình, đậm đà bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc sẽ là dấu ấn đặc biệt với du khách khi tới miền đất Lào Cai thân thiện, đầy hấp dẫn nơi biên cương Tổ quốc.